lục 1 2. Hello, Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát buổi chiều ngày hôm nay. Thưa các bạn, hiện tại bây giờ đang là 15 giờ 28 phút buổi chiều ngày hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Sau đây Minh Phát xin cập nhật giá vàng trong nước và thế giới tại thời điểm buổi chiều hôm nay các bạn nhé. Giá vàng trong nước mình thì buổi chiều ngày hôm nay đều có mức tăng từ 50 cho đến 150.000 đối với giá vàng miếng. Cụ thể thì tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tăng 150.000 cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện tại bây giờ đang ở mức là 67.900.000 đồng một lượng, còn chiều bán là 68.700.000. Cả chiều mua và chiều bán đều có mức tăng là 150.000. Tại PNG, giá vàng SJC thì tăng 100.000 chiều bán và chiều mua giữ nguyên các bạn ạ. Giữ nguyên chiều mua. Chào chị Thơm Nguyễn nha, chào Thu Lê, chào Vũ Ngọc, chào anh Châu Đỗ, chào bạn Hồng Nguyễn nha. Còn tại Doji thì giá vàng SJC vẫn giữ nguyên 679 và 686. Tại Phú Quý thì tăng 50.000 cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu thì tăng 40.000 chiều mua, 50.000 chiều bán. Mi Hồng thì tăng 100 chiều mua, chiều bán giữ nguyên. Eximbank thì tăng 100.000 cả hai chiều. Như vậy là chiều mua cũng chưa đến cái mức là 68 triệu, chỉ 67 triệu 8, 67 triệu 9, cao nhất là tại Mì Hồng 68 triệu 150 thôi. Còn chiều bán thì cao nhất là 68 triệu 7, chưa thể chạm 68, 69 triệu được. Mặc dù chiều nay là có tăng hơn một chút so với thời điểm buổi sáng cũng như buổi trưa. Vì vàng thế giới bây giờ nó chỉ quanh cái ngưỡng là 1.835 đô thôi. Còn đây là giá vàng nhẫn nha. Cả nhà nha, giá vàng nhẫn thì cả chiều mua và chiều bán tăng mạnh nhất là 100.000 thôi. Ở chiều mua vẫn đứng ở mức là 53 triệu 850, chiều bán là 54 triệu 800 đến 54 triệu 900 thôi. Cũng chưa thể chạm 55 triệu. Vâng, chào anh Châu Đỗ nhá. À, thị trường tự do anh. Đồng đô la đây anh ơi. Thị trường tự do thì ở chiều mua là 23.922 đồng, chiều bán là 23.952. Cái trang này sao nó cứ nhảy quảng cáo này thế nào nhỉ? Tí nữa nhảy quảng cáo, tí nhảy quảng cáo, bực không? Không biết chặn kiểu gì. Đô la chợ đen đấy. Cũng chưa thể chạm mà 24.000 được. À, anh có chữ nhiều không anh Châu Đỗ ơi? Anh chữ ngoại tệ nhiều không? Còn đây là giá vàng thế giới đây. Giá vàng thế giới nó cứ quanh quẩn ở cái mức 1.834 đô. Quanh quẩn đứng ở cái mức này thôi. Đồng Bitcoin thì 20.500, quanh quẩn 20.500. Tức là nó cũng chỉ ở quanh 20.000. À, cái mức 20.000 này nó sẽ khả năng nó sẽ lặp lại ở trong tháng 5 là cái mức 30.000 đây. Nguyên một cả tháng 5. Một tháng trời nó đứng ở cái mức 30.000. Bây giờ tháng 6 này chắc khả năng lại tiếp tục duy trì như thế. Giống như trước đó thì tháng 4 thì 40.000. Tháng 5 thì 30.000, bây giờ tháng 6 là 20.000. Tới tháng 7 chắc còn 10.000. Hy vọng là thế.
Hy vọng thị trường sẽ sụp đổ tiền điện tử. Đây là chỉ số đồng đô la nhé cả nhà nhé. Chỉ số đồng đô la thì nó vẫn đứng ở cái mức trên 104 điểm. Thời điểm sáng nay ấy, nó giảm xuống chỉ còn 104,1 điểm thôi. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ vào phiên Âu ấy thì đã nhảy lên 104,6 rồi. Với mức tăng là 0,48%. Đồng đô la mà ngược chiều lên thì giá vàng chắc chắn là sẽ gặp bất lợi rồi. Tuy nhiên thì cái trái phiếu chính phủ Mỹ sụt giảm tới 1,96% trong phiên và hiện tại chỉ còn là 3,1%. Cái trái phiếu chính phủ Mỹ này giảm ấy, thì cái mức chi phí cho cái việc nắm giữ vàng ấy, thì nó sẽ rẻ hơn. Khi tăng cao lên ấy, thì mức chi phí nó sẽ đắt hơn. Còn đây là giá dầu nhé cả nhà nhé. Giá dầu thời điểm buổi trưa nay nó sụt về chỉ còn 103 đô thôi. Và bây giờ nó đã lên một chút là 104,1 đô một thùng rồi. Anh Châu Đỗ hỏi gì? Anh đổi đô mua 4 số 9 được không em? Nay đô cao. Hai cái này anh chữ cái nào cũng được anh ạ. Bởi vì cả đồng đô la và vàng nó đều là cái tài sản có mức độ an toàn. Nó không giống như các cái kênh rủi ro khác như là chứng khoán. Nếu anh đổi sang 4 số 9 ấy, cái vàng 4 số 9 này ấy, thì nó sẽ giữ cái mức giá ổn định. Thực ra là cái mức 5455 này ấy, nó đứng rất là lâu rồi. Nó chỉ là bảo toàn vốn cho mình thôi anh ơi. Chào bạn Nữ Nguyễn nhá. Rõ ràng là ngân hàng trung ương Mỹ họ tăng từ đầu năm đến giờ, sẽ là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, 4 tháng đều nâng lãi suất tổng cộng là 1,75% rồi. Tháng 3 là 0,25. Tháng 4 là 0,25. Tháng 5 là 0,5, tháng 6 là 0,75. Tổng cộng là 1,75%. Mà trong năm 2022 này thì ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ tăng tới 3,5 3,28 cho đến 3,5%. Tức là họ chỉ đi mới được một nửa chặng đường thôi. Thế còn các cái đợt tháng còn lại trong năm 2022 này một nửa nữa. Tức là khoảng 1,75% nữa. Tùy theo tình hình thực tế theo từng tháng, cái nền kinh tế của Mỹ họ sẽ đi theo hướng nào và ngân hàng trung Mỹ họ sẽ quyết định cái mức lãi suất cho nó phù hợp. Tháng 6 vừa rồi là tăng mạnh nhất 0,75. Còn không biết là tháng 7 nó tăng mức nào. Chào bạn Châu Hoàng nhé. Mình phát nói thêm về nhiều thông tin về dầu đi á. Thông tin về dầu này à? Ủa sao liên quan gì đến dầu? Bạn thích nói về dầu á? Thực ra dầu mình không cần nói nhiều, dầu cũng được. Bởi vì ấy, dầu này thì hầu như ai cũng biết là do cái nguồn cung bị đứt gãy từ nước Nga ấy, mà xuất phát là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ấy. Do đó mà cái nguồn cung năng lượng, đặc biệt là dầu, cái giá khí đốt từ Nga đến các nước, đặc biệt là các nước phương Tây ấy, thì nó bị đứt gãy rồi, cho nên là cái nguồn cung nó cung cấp ra thị trường rất là hạn chế. Hầu như là các nước phương Tây họ đã cắt giảm tới 90% nhập khẩu dầu từ Nga này. Nên là cái giá dầu này nó cứ vẫn treo ở mức cao như này, vẫn trên 100 đô. Và theo dự báo thì giá dầu rất là khó giảm trong thời gian tới, kể cả trong mùa hè này. Nếu qua mùa hè xuân hạ thu đông đấy, qua mùa hạ tới mùa thu tới mùa đông ấy. Nếu như cái mùa hạ này với mùa thu mà cái giá mà nó không giảm xuống thì tới mùa đông ấy, thì giá nó sẽ còn lên nữa. Và cái nhu cầu khí đốt ở mùa đông ở cái phương Tây này họ rất là cao, cao hơn so với cái mùa hè cũng như là cái mùa mùa thu này, nên là giá được dự báo nó sẽ còn tăng nữa.
và kể cả giá xăng dầu trong nước mình thế nó không thể dừng được đâu. Sẽ còn tăng nữa đấy, theo dự báo đấy. Mà cuộc chiến Nga-Ukraine đã chấm dứt đâu, bây giờ vẫn còn đấy nhé, kéo dài từ ngày 24 tháng 2 tới bây giờ. Chưa thể chấm dứt được. Phương Tây là họ muốn cô lập Nga nhưng mà cô lập không nổi. Chỉ có ông trời mới có khả năng kéo vàng xuống. Bây giờ cái yếu tố lạm phát nó vẫn đang duy trì, à nó đang ở mức cao cho nên nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho cái giá vàng này, khiến cho giá vàng nó không thể nào mà giảm sâu được. Như cả nhà thấy là phiên ngày hôm qua nó giảm về 1820 23 1823 1824. Tuy nhiên thì khi vào phiên của Mỹ ấy, buổi tối ấy, hôm qua theo giờ Việt Nam thì nó lại ngược lên, đẩy lên cao nhất là 1847. Tức là ngày hôm qua và ngày hôm nay ấy, là Chủ tịch Fed ông Powell là ông phải thực hiện một cái phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ở Việt Nam mình gọi là chất vấn Quốc hội đấy, của các bộ trưởng ấy. Việt Nam mình mà cứ mỗi lần chất vấn Quốc hội các ông bộ trưởng là sợ lắm, run lắm. Vì sợ đại biểu Quốc hội người ta hỏi những câu xoáy, hỏi những câu khó trả lời ấy. Sợ lắm. Còn không biết là Chủ tịch Fed này ông có sợ trước Quốc hội Mỹ hay không? Sợ các câu hỏi xoáy. Là hôm qua và hôm nay hai phiên liền. Thì phiên ngày hôm qua ấy, thì Chủ tịch Fed ông phát biểu trước Quốc hội là gì ạ? Đó là ông nhắc lại, ông nhắc lại cái cam kết khẳng định của Ngân hàng Trung ương Mỹ về cái việc mà tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát ấy. Tức là Fed sẽ duy trì cái mức tăng lãi suất cao. Do đó mà phiên ngày hôm qua đấy có một nhịp mà giá vàng nó đẩy lên hẳn 1847. Vì mỗi lần Fed tăng lãi suất, mức tăng lãi suất lên thì đúng ra giá vàng nó phải giảm. Tuy nhiên thì thị trường họ cảm nhận được là càng tăng lãi suất cao thì nền kinh tế của Mỹ càng nguy cơ rơi vào suy thoái. Cho nên là họ đôi khi dòng vốn họ cứ chạy qua cho nó chạy qua cái kia. Chứng khoán của Mỹ thì đêm qua cũng rơi vào tình trạng đỏ sàn. Đây cả nhà nhá. Thế nhưng mà cái mức mức tăng của giá vàng đêm qua thì nó không giữ được. Nó chỉ có một nhịp thế thôi. Mình theo dõi rất là thời gian rất là ngắn thôi. Vì ở chỗ mình buổi tối là điện nó yếu là mình không lên live được các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhé. Mình chỉ theo dõi bằng điện thoại 3G, 4G đấy. Thì phiên hôm qua lên cao lên thì 1847 nhưng mà cuối cùng nó lại rơi xuống. Rơi xuống. Phiên ngày hôm thứ ba thì chứng khoán Mỹ ghi nhận với mức tăng là trên 2,5%. Còn phiên ngày hôm qua thì lại trở lại với cái xu hướng giảm là 0,13, 0,15% nữa các bạn. Phiên ngày hôm qua. Ngược lại thì trong nước mình nó lên một chút. Trong nước mình thì chứng khoán lên một chút. Nhưng mà cũng vẫn ở dưới 1.200 điểm. Sao em cũng mê vàng, bữa đô lên 105, em đổi 5.000, em mua hết 4 số 9, lúc đó càng giảm khiếp 1803. Ủa, tới 1803, mình nhớ là hôm đấy mình nhìn thấy 1807 mà. Cứ nghĩ là nó thủng ngưỡng 1800 nhưng mà cuối cùng nó không thủng được. Tức là chúng ta phải xác định là hiện tại bây giờ là cái mức lạm phát không riêng gì nền kinh tế Mỹ mà các nước trên thế giới. Nhưng mà quan trọng là cái trọng tâm vẫn là của Mỹ. Nó vẫn ở cái mức cao là 8,6%. Nên là nó vẫn hỗ trợ rất là mạnh cho giá vàng các bạn nhé. Mục đích của Ngân hàng Trung ương Mỹ là hạ lạm phát xuống còn 2% thôi, giống như cái mục tiêu ban đầu đưa ra ấy. Thế nhưng mà để quay về 2% thì cả nhà nghĩ xem là bao giờ mới quay được 2%. Rất khó đúng không? Nên là giá vàng nó có giảm nhưng mà nó không thể giảm sâu được. Chào bạn Bùi Bùi Tam Tam Bùi à.
giá vàng cứ thế này mệt đầu quá. Thật đấy, nó cứ giá nó cứ đi ngang này thì đúng là cảm xúc hầu như không có. Giống như đàn ông mình mà gặp một người phụ nữ đẹp hay người con gái đẹp mà không có rung động gì thì vứt đi rồi. Không, phải có cảm giác mới được. Nhưng vàng đấy nó cứ đi như này, nó cứ đi ngang này đúng rất là khó chịu. Thắng lề, nói chung là vàng 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 xuống không thể xuống à. Phép tăng lãi suất thì vàng lên, không tăng cũng lên, lạm phát lên và giảm phát cũng lên, dầu hạ lên và vợ dầu lên cũng lên, nói chung là vàng không thể xuống. Bạn thắng lên nói theo mình nghĩ là cũng rất là đúng đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi thị trường bất ổn, tức là giá nó lên, mình lấy ví dụ như là giá dầu nó lên hoặc nó xuống, tức là nó phải có biến cố thì nó mới lên xuống được. Thì những lúc như thế thì vàng nó là một cái nơi mà nhà đầu tư họ gửi gắm cái số vốn vào đó, cho nên nó rất là khó mà giảm được. Trần Thúy Hà chào bạn nha, chào bạn Tùng Nguyễn nha. Bạn Tạ Văn Loan hả? Muốn mua mà không biết nên mua vào thời điểm này không nhiều. Thực ra bây giờ mà mua ấy, các bạn muốn mua ấy, thì mua chỉ mua cái vàng nhẫn này thôi. Các bạn cứ theo dõi thử này, cái giá vàng nhẫn là nó treo cái mức rất là ổn định nhé. Bây giờ nó cao hơn thế giới khoảng hơn 3 triệu ạ. Hơn 3 triệu một chút. Vàng nhẫn. Còn vàng miếng thì nó xa lắm rồi, 17 triệu mấy cơ. Rất là ổn định. Còn nếu mà mua vàng chơi vàng mà các bạn nghĩ là kiểu mua cho nó có lãi à thì khó lắm, bởi vì vàng thực ra vàng nó không phải là cái tài sản mang lại lãi đâu, mà nó chỉ là cái nơi để trú ẩn thôi. Cảm thấy bất ổn về chính trị, bất ổn về kinh tế ấy, thì các nhà đầu tư họ tạm thời họ không tham gia vào các kênh rủi ro nữa, cho nên họ gửi gắm, họ rút vốn vào đây. Nên là muốn bảo toàn vốn ấy, thì mình mua vàng nhẫn mình để, mình trữ. Thế còn hôm qua có bạn hỏi là 5 năm nữa là vàng lên hay xuống, thì các bạn cứ theo thời gian là vàng nó có xuống đâu. Thì hồi xưa thì xưa 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 đến giờ, bây giờ ở đây chúng ta là mấy chục tuổi hết rồi, mình năm nay cũng 40, ngoài 40 tuổi rồi. Nhưng khi mình ví như là lúc mình bé đấy, giờ mấy chục năm nay, khi đó hồi lúc xưa vàng nó có mấy trăm một chỉ, đầu tiên mấy trăm một cây, rồi mấy trăm một chỉ, rồi đến 1-2 triệu một chỉ, bây giờ nhiêu đó, càng ngày nó càng tăng, theo thời gian nó cứ ngày ngày càng tăng chứ nó phải là nó giảm đâu. Nó cứ xìu xìu hoài không lên gì hết. Ồ, giá kiểu này giống như kiểu lúc nào cũng chỉ 6 giờ là vứt đi rồi. Đàn ông mà 6 giờ là vứt đi, đàn ông cứ phải là ít nhất phải là 9, 10, 11, 12 giờ. Mà đỉnh điểm phải 12 giờ mới được. Chào bạn Phạm Đạt nhá. Lúc này đầu tư vàng được không? Đầu tư tức là phải có lãi đúng không ạ? Thì không được, vì giá nó sẽ không lên. Trong mùa hè này ấy, chúng ta xác định nó sẽ đi ngang ấy. Đi ngang và giảm chứ không lên được đâu. Và năm 2022 này ấy, theo không biết các bạn nghĩ là sao, theo mình vàng rất là khó lên. Nó chỉ bảo toàn cái vùng giá này thôi, cứ xoay quanh cái vùng giá như này thôi.
Nên là những bạn mà có vốn ấy, hiện tại bây giờ các bạn có vốn ấy, theo mình ấy, các bạn nên gửi ngân hàng ngắn hạn thôi, 1 tháng hoặc là 3 tháng vậy đấy. Chào bạn Hùng Hồ nhá. Nay có đi làm không bạn Hùng Hồ ơi? Ở chỗ mình mưa to nên mình không đi. Bây giờ đang là 15 giờ 48 phút rồi. Hello, hello. Trời ơi, cái bạn gì mà ở Ả Rập gì, Ả Rập Xê Út hay gì này. Không biết chữ này là không chịu chết, không biết đọc là cái gì rồi. Hùng Hồ hình như là ở trong Khánh Hòa thì phải. Nếu mà làm phụ hồ ấy, ở ngoài Bắc thấp lắm. Ở ngoài Bắc thấp lắm, nó không giống như ở trong Nam, mà trong Nam là cao lắm, công cao lắm. Cả nhà nhấn cho mình phát một like nhé cả nhà ơi. Đó các bạn xem cái mức giá rất là khó lên nhé. Không lên được đâu. Bởi vì lên nó phải có một cái yếu tố đặc biệt. Nó hỗ trợ nó đẩy lên mới lên được. Nhưng mà được cái thì nó cũng bảo toàn cái ngưỡng là 1.800. Cái gì bạn lập bùi ơi, cái gì? Bây giờ ngân hàng từ 1 tháng 8 thay đổi. Chi hạ sách tiền gửi. Cứ gửi kỳ hạn 10 tháng, 12 tháng vào. Cần tiền rút ra ít tiền trước cũng lo mất lãi. Không, làm gì mà gửi dài hạn thế, không nên. Không nên gửi dài hạn bạn ạ. Gửi dài hạn và trong quá trình mình gửi mình chưa hết kỳ hạn ấy mà mình muốn cần tiền ấy rất là khó xử lý nha. Lãi nó không hơn đáng bao nhiêu đâu. Ví dụ như 3 tháng, hiện tại bây giờ 3 tháng của ngân hàng Agribank nó chỉ có 3,4% một năm thì tính ra mỗi tháng nó chỉ khoảng 0,3. Tức là cái lãi rất là thấp. Thực ra cái lãi này nó chỉ bù vào cái mức trượt giá thôi. Chứ gửi là không có lãi rồi đó. Bởi vì bây giờ mình có tiền, mình có vốn, mình chưa biết là đầu tư vào cái kênh nào thì mình phải tạm thời như thế thôi. Ông Ả Rập, ông hỏi run với chùn khác nhau thế nào? À, toàn thế run dế kia, chịu à? Hôm nay mình nghỉ mỏi người quá. Có phải ở Khánh Hòa không bạn Hùng Hồ ơi? Em chờ vàng tháng 10 xem em vàng có tỏa sáng miếng nào không. Thực ra bây giờ trong cái tháng 2 này, à trong cái quý 2 này, bây giờ gần hết quý 2 rồi. Nếu mà cái hy vọng vàng ấy, thì hy vọng cuối cùng của năm ấy là quý 4 ấy. Vì cái lúc đó là những cái tháng cuối năm thì thường thường là người ta chuẩn bị cho Tết Nhất này rồi cưới xin đám hỏi đám đình ấy.
cái nhu cầu nó tăng cao ấy, thì may ra giá nó còn nhúc nhích. Thế còn cái mùa hè này ấy, ở ngoài Bắc nóng như đổ lửa, ra ngoài đường giống như kiểu người ta đang hun hun đống lửa này, hay là cái bếp lò người ta quạt vào mình ấy, nóng như thế. Nên cái mùa này không ai cưới xin làm gì cả, nên cái nhu cầu nó cũng bị hạn chế. Nên cả nhà cứ xác định là mùa hè là nó đi ngang và giảm nhẹ hoặc là lên nhẹ thế thôi, tức là mất cảm xúc. Nên là có hy vọng gì, hy vọng quý quý cuối cùng của năm mà. Nó có nhích lên thì nhích lên thôi chứ còn. Chào bạn, với tôi liên hệ nhá. Khánh Hòa. Hùng Hồ, mình ở Khánh Hòa, ngân hàng không có gói 1 tháng có chứ. Có gói 1 tháng mà, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng có hết đấy. Ở trong miền Nam thì đi làm hộ ngày công nó cao lắm. Nó không riêng ngoài Bắc này. Mình vào Vũng Tàu mình thấy là thợ xây toàn 700, 800 một ngày không à. Còn thợ phụ thì cũng phải 500. Ở ngoài Bắc này thợ xây chính chỉ khoảng 400, thợ cứng là 400 mà. Nhưng trong Nam tới 7 800 cơ. Cái đồng đô la này, cái buổi đêm ngày hôm qua đấy, đêm ngày hôm qua đấy, các giải sáng nay ấy, các bạn thấy là nếu các bạn theo dõi, các bạn thấy nó chỉ có 104,1 104,1 điểm thôi. Đây, có thời điểm nó rơi xuống chỉ còn 104,06 điểm này. Đó. Đó, nhưng bây giờ nó lại ngược lên rồi. Đó, hôm nay là cái phiên thứ hai, là cái phiên điều trần của chủ tịch Fed đấy. Xem phiên hôm nay ông sẽ phát biểu những cái điều gì. Như đêm qua nó làm cho thị trường cũng rung lắc mạnh phết đấy. Giá dầu mặc dù cái phiên ngày hôm nay, hôm qua, tức là trong cái tuần này, hầu như là trong tuần này là giá dầu đang đi xuống nha. Thế nhưng mà cái mức đi xuống này nó chỉ là tạm thời thôi, nó không thể bền vững được đâu. Theo dự báo nó sẽ còn lên nữa đấy. Vậy là trong tuần này giá dầu xuống thì nó vàng nó cũng rất là khó này, gặp khó khăn này. Hôm nay là vàng miếng nó tăng cao hơn một chút so với vàng nhẫn này, 150.000. Hay đổi rồi mình phát ạ. À, mình cần rút trước ít nào, chỉ mất lãi chỗ mình rút trước thôi, còn số còn lại vẫn hưởng lãi kỳ hạn 12 tháng mà. Đây là đi ra quầy ấy hả? Mình không 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 có làm cái đấy bao giờ nên mình không biết. Giống như người ta bảo là lần đầu tiên làm chuyện ấy đấy, nên là mình chưa lần đầu tiên làm chuyện ấy nên là mình không biết. Có khả năng là bạn đã làm rồi bạn biết, nhưng mà mình chưa làm cái đó. Nếu mà gửi 12 tháng mà mình rút trước bao nhiêu ấy, ví dụ như gửi 1 tỷ đúng không? Theo bạn là bùi như thế là mình gửi 1 tỷ 12 tháng. Thế nhưng mà gửi được 3 tháng tự nhiên phải nuôi em gái mưa chẳng hạn, nên phải rút 100 triệu ra để nuôi em gái mưa. Thế thì chỗ 100 triệu đấy là không có lãi. Thế còn 900 triệu kia là cứ vẫn là hưởng lãi bình thường. Có đúng còn gì thì nó vẫn như cũ à, hồi xưa nó vẫn như thế gì nữa, tức là chưa đến cái kỳ hạn là mình rút ra thì nó mất lãi đúng còn gì, còn tự nhiên là để thì nó vẫn còn lãi rồi cũng vẫn như vậy à. Nếu có 500 củ đầu tư vào đâu 500, bây giờ nói thật bạn là cái gì nhỉ, với tôi liên hệ này, năm 2022 này ấy, nói thật với bạn là rất là khó nha, kênh nào cũng khó,
bạn cứ đi tham khảo đi. Không có kênh nào mà dễ làm ăn cả trong năm nay đấy. Cho nên là để bảo toàn cái vốn của mình ấy, nếu mà để trong két thì không ai để trong két cả. Tự nhiên bỏ 500 triệu trong két để chơi hàng ngày, bỏ đếm để bàn là ra là chơi, chẳng ai làm chuyện đó cả. Ít nhất là phải vứt ngân hàng để cho nó bớt cái độ trượt giá đi, tức là bù vào cái độ trượt giá. Đó. Cái thứ hai thì mua vàng thì nó không lãi rồi. Nhưng mà trong thời điểm này mình nên khuyên các bạn, nếu các bạn có, các bạn cứ nên gửi ngắn hạn thôi, gửi ngân hàng ngắn hạn thôi, 3 tháng rồi. Tạm thời gửi như thế thôi. Chứ còn bạn đừng có nghe những cái người mà thế nọ thế kia đi vào đôi khi là mất vốn như chơi đấy. Tháng 6, tháng 7 em không hy vọng vào vàng đâu. Nó đi ngang, ngang tàng, còn không thôi nó cứ lên buổi tối rồi buổi sáng lại sập, mệt lắm. Ok bạn nữ Nguyễn nha. Theo dự kiến vàng sẽ tăng hay giảm? Đi ngang bạn ơi. Từ 1 tháng 8. Nếu tiết kiệm được, mua từng chỉ góp gió thành bão, bảo toàn vốn. Khi nào Minh Phát vào Khánh Hòa gọi cho mình nhé. Ok bạn, thực ra mình cũng thích vào Khánh Hòa chơi lắm. Khánh Hòa là nó có cái chỗ biển Nha Trang đẹp lắm, phong cảnh nó cũng đẹp. Mình chỉ đi ngang thôi, chưa bao giờ ghé bao giờ cả. Nói chung là chưa có cái điều kiện thời gian để ghé. Vừa rồi mình đi dọc đất nước, từ đây vào tận mũi Cà Mau ấy, đi chơi. Nhưng mà người ở miền Nam người ta nhậu ghê lắm. Ngồi nhậu từ sáng đến trưa chả thấy phê gì. Rồi không có cái gì bạn nữ Nguyễn này. Thực ra là mỗi người có suy nghĩ, mỗi người có cái nhận định ý kiến riêng mà. Đâu có ai giống ai được. Thật ra thị trường cũng khó nói lắm. Chẳng ai chắc 100% là nói là thị trường sẽ phải như thế này, nó phải lên như đây này, nó phải xuống như đây này, hay nó đứng ở chỗ này này. Không ai biết được điều đó xảy ra cả. Bởi vì mình không phải là cái người cầm cân này mực, mình không phải là cá mập, hay là mình không phải là tay to mặt lớn gì cả. Mình không phải là một trong các quan chức của Fed gì cả. Năm ngoái các bạn biết là chủ tịch Fed đấy, ông tuyệt đối, tức là các quan chức của Ngân hàng Trung Mỹ là không được tham gia các cái thị trường số, không được tham gia thị trường chứng khoán. Nói chung là không được tham gia cái thị trường tài chính. Bởi vì cái thông tin của họ đưa ra là nó sẽ khiến cho thị trường nó động đậy, lên xuống, lung lay. Nên là đã là quan chức của Ngân hàng Trung Mỹ là không được tham gia thị trường tài chính luôn. Còn Việt Nam mình thì chơi thoải mái đúng không? Việt Nam mình thì nó quá mạnh rồi. Nhưng bởi vì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Còn Ngân hàng Trung Mỹ thì nó lại khác. Cho nên là cả nhà mình không ai nằm trong số đó cả. Nên là không ai đoán trước được. Chỉ có họ mới làm ra thị trường nó lên xuống được thôi. Trước kia mình đã rút là phải rút tất, không cho rút trước một ít. À, rồi mình hiểu bạn Bùi Lập nói rồi. Tức là nó khác cái chỗ ấy. Khác cái chỗ là cho rút ít và cho rút tất. Thế còn cái mức hưởng lãi nó vẫn như thế. Rồi cảm ơn bạn Hùng Hồ nhá. Ở mỗi cách, mỗi người có một cách nói chuyện bạn ạ. Đâu? Đâu bạn Trần Đức Thanh đâu? Đây đây đâu bạn? Trong Nam quen gọi là vàng 18K là hàm lượng là khoảng 61%.
Giá hiện tại là 346. Nhưng vàng 14K 58,5% giá gần 42. Đấu, ai lệch thế bạn? Thế 18 này rẻ hơn 14 à? Đây là mình lấy cái chỗ này nó sẽ giá cái này mức giá cho bạn này. Rồi. Đây đúng không? Đây nhá. Rồi. Bên này cái trang web này thì nó cũng như giống trang web kia thôi, cái mức giá của vàng nhẫn đây. Đâu mà 10 10 14 bạn ấy nhầm cái gì đấy. 14 làm sao mà giá lại cao hơn 18 được mà. Được chưa bạn? Đó, đây là 18 nhé. Mình cái đấy cái giá bán là thôi. 49,54 này. Cái đằng này là 31,868 này. Đúng không? À, tuy nhiên thì cái mức giá này ấy, thực ra cái mức giá này giờ nhìn chả có chỗ tiệm nào nó mức giá này cả. Nó sẽ bị lệch đi ấy. Vì mỗi cái cửa hàng ấy họ đều đưa ra cái mức giá nó phù hợp theo cái từng vùng của họ đấy. Nó giống như các mặt hàng khác vậy. Ở chỗ các bạn, mình lấy ví dụ như nguyên một cái dãy phố của các bạn ở đấy, có rất là nhiều các cái tiệm bán kim khí điện máy như là tivi, tủ lạnh như đấy, cũng cái mặt hàng đó, cũng đó bạn ra bạn hỏi giá nó khác nhau lắm. Hoặc bạn ra HC hay là Bixi đấy, bạn hỏi giá nó khác đó. Đúng không? Mặc dù là cùng một nhà máy xuất phát ra, cái giá nhà máy họ đưa xuống là cái giá ví dụ cái tivi đấy là 15 triệu. Thế nhưng về công Bixi bán giá này, cái ông HC bán giá này, cái ông cửa hàng Linh Chi bán giá này, cái ông cửa hàng thủy sản ở Hải Dương bán giá này, cái ông Đoàn Bắc ở Hải Dương bán giá đó, nó không có giống nhau. Mặc dù cái giá ban đầu nhà máy đưa ra thì nó là một giá, thì vàng này nó cũng thế thôi, nó theo hệ thống như thế các bạn ạ. Còn các cái cửa hàng ấy, họ theo thực tế cái nơi họ họ ở. Bạn Dũng Huỳnh mua giá 54 có cao không? Thực ra nó không phải là cao mà cũng phải là thấp bạn ạ, tùy theo từng thời điểm thôi. Như hiện tại bây giờ thì bạn thấy là cái giá của vàng nhẫn này nó duy trì ở cái mức 54 55 rất là lâu đúng không? Nó hầu như là biến động rất là ít. Nên là chỉ nó phù hợp cho những người mà mua để trữ. Để trữ dài hạn ấy, sau này để làm của hồi môn cho con cho cháu rồi đấy. Giống như đợt vừa rồi đấy các bạn biết đợt vừa rồi với cái giá vàng vàng miếng này nó lên 74 mấy này, xong ở chiều mua này 72 mấy đấy, thì những người ta có tuổi ấy, hồi xưa người ta mua từ cái lúc mà người ta còn đang làm việc, nhưng bây giờ người ta bị hưu, người ta nghỉ hưu rồi, hưu trí rồi đó, người ta bán đi nó lãi tới mười mấy triệu một một cây vàng, nhưng thực ra là trên giấy tờ thì gọi là lãi thôi, nhưng thực ra cái giá trị của nó các bạn thấy làm gì có lãi. Mua 50 bán 772 để nhìn nghe nó có vẻ là lãi 22 triệu. Đó, nhìn tính là đồng tiền Việt Nam là lãi 22 triệu. Rồi nhưng mà mình phải tính cái theo thời gian nó trượt giá nó mất giá mất tiêu rồi. Cái lúc mà mua 50 mà mua đất thì bây giờ nó khác hẳn so với mua vàng. Anh Phát thấy hùn vốn dự trữ nông sản thực phẩm để mở làm lò bánh mì ở Việt Nam mình ở thời điểm hiện ở thời điểm lạm phát toàn cầu, anh Phát thấy có ăn không, tư vấn em chút với. Ủa, mình không biết cái đấy đâu bạn ơi, cái này bạn tìm hiểu xem là xong là hỏi những cái người ta đã từng từng làm ấy, chứ cái đấy mình không rõ đâu bạn ơi. Năm trăm củ đầu tư vào đất nông nghiệp sau đó thành đất thổ cư, bây giờ khó lắm bạn ơi, bây giờ khó ạ. Chào bạn Đông Đào nhá. Thời điểm trước 2022 đấy, cái việc đó là nhiều đất nông nghiệp, đất không ba, đất ao đấy,
thành đất thổ cư có, nhưng sang 22 này là nhà nước mình siết chặt cái việc đấy rồi. Liên quan đến bất động sản một cái là tất cả các cái thủ tục giấy tờ nguồn vốn nó bị siết chặt hết rồi, chặt giống như mua dây buộc ấy, nó khó khăn hơn nhiều nhá. Cả nhà nhấn cho mình phát một like nhé cả nhà ơi, nhấn một like nhé, mới có 68 like thôi. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ hiện tại bây giờ là giá vàng miếng là tăng 150.000 cả hai chiều này, vàng nhẫn thì tăng mạnh nhất vẫn là 100.000 nhá. Chiều mua vàng miếng vẫn chưa thể chạm 68 triệu này, chỉ có 67 triệu 9, 67 triệu 9, 8, 9, 20. Còn chiều bán thì chưa chạm 69, tức là mất cái ngưỡng 69 từ tuần vừa rồi rồi. 68, 75 thôi, đây là cao nhất. Còn vàng thế giới thì cũng quanh quẩn ở cái mức này thôi, 1.800 thôi, nó chưa thể tăng, vẫn chưa thể giảm được. Cái tuần vừa rồi ấy, ngày 14, đúng rồi, ngày 14 tháng 6 này, cứ nghĩ là nó sẽ thủng 1.800 nhưng cuối cùng không thủng được và ngược lên. Lạm phát tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng đứng ở cái mức này. Rồi, xin hẹn gặp lại cả nhà vào cuối ngày hôm nay nhá. Bây giờ mình phát đi công việc một chút xíu, tí cuối ngày sẽ cập nhật lại cho cả nhà xem cuối ngày xem trong phiên ngày hôm nay nó chốt giá ở cái mức nào. Rồi một lần nữa cảm ơn anh chị em rất nhiều nhá. Nhớ nhấn cho mình phát một like nhé cả nhà ơi. Rồi một lần nữa cảm ơn rất là nhiều và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.